con xa đường á. Con người bố, quê bố. Ông hóa, nó tỏ hả? Ừ, con nghe à, hay lắm mà con về đấy. Không, bây giờ... Nhà con chuyển về đây à? Không, nhà con đang ở đây nhưng mà ăn bữa. Mà chắc là khi xong rồi bọn con đi về quê. Có tên gì? Nghe lên râu râu có tiếng cười sẽ trôi ấm áp như mặt trời tan đi bao giá bao ánh mắt anh như giữa màn đêm đưa em đi qua bao đau thương nắm tay em đi cùng em nguyện một đời yêu
này. Cậu cứ thả xuống, cậu cười hồ hồ. Chùa chùa đầy nai ở thế cách đó khoảng cái. Đi con đò, mình sẽ đi đường ngã ba Đồng Lộc đi về, chứ không đi xuống đường cầu Vượt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trở lại rơi chấn tượng Phật. Lấy quyền cho cháu. Mẹ gì à? Con nhà. Ý. Này cái mặt này. Mặt thế này. Ai bao nhiêu ngôi nữa? Ấy. Ngôi con cái mới ngôi lo hết bìm rồi đấy. Ôi giời. Đây là con tôi đang ngồi quay video ấy. Ờ. Ôi kìa kìa con. Enjoy này. Ôi giời, ngồi hơn cả boss nữa. Đỉnh thật. Chân kìa. Ấy mẹ cứ bảo ba ngồi dạng chân này, cái cú con nó ngồi dạng này kia hơn. Cười. Nói thôi còn cười. Ôi. Ôi giời.